Con này là con bò Pháp, Pháp F2. Lông đít quá trời luôn nè. Cái lô bò này về mới chở về xe. 7 con, có 7 con 3 bò Pháp, 4 bò B. Rồi mấy con Pháp mới chở về. Bò B. Rồi còn cái lô hậu vườn qua kia có anh ở Củ Chi, anh bắt mấy con gì, còn mấy con về Ba Tri, anh Ba Tri lên bắt, Ba Tri lên bắt 6 con gì dưới. Mà mấy con này mới trở về, Pháp này đẹp, mấy em F2 chân cẳng to. Theo góc nhìn của tôi là thấy cái mấy con bò này nó thấy nó to, mà anh em mới thấy sao chứ tôi thấy nó hình như là nó hình nó hay nè. Đây về mấy con đó, mấy con Pháp, Pháp F2 chân cẳng hết sức. Giá thấy mềm mềm, giá mềm. Đây là Pháp. Đòn dài, đít. Về bên kia là bán hết rồi, còn còn có một con một à. Còn cái này mới mình mới trở về là mấy con Pháp này, Pháp gì rồi, Pháp B. Đây, Pháp B. Lô bò trước thì cái anh ở Củ Chi anh bắt mấy có mấy con à. Thì cái anh ở dưới Ba Tri lên bắt có mấy con đó, 6 con hả, 6 không? Nói với chiếc này về 7 con bò. 7 con. Chiếc này về 7 con đều đều nhau nó đẹp. Chạy bò mình thì tầm 17 triệu rưỡi là có, 17 triệu rưỡi là có bò. Bò B, Cóc Kem, Cóc Man. Về mấy con Pháp đẹp. Cái lô bò trước thì mình bán về Củ Chi được mấy con, còn lại 6 con, hình như còn 6 con, 6 con anh với Ba Tri ở dưới huyện Ba Tri lên bắt, Ba Tri lên bắt 6 con nữa hết luôn. Cái này mình mới về 7 con. Đây. Mới về 7 3 con bò Pháp, 4 con bò B. 7 con. Đây mấy con Pháp F2 này. Đẹp, hình đẹp. Đòn thẳng. Chân cẳng to. Anh em có nhu cầu nuôi thì liên hệ số điện thoại mình ha, dưới màn hình 0979 762870, 0979 762870. Thì mấy Pháp xe nhà mình giao tận nơi luôn, đổ dầu đi có mấy trăm. Đây là Lâm Đồng đều đi hết. Còn mấy con Ba B này, cái lô bò trước thì mình về mình bán cho anh Củ Chi mấy con, với anh ở dưới
Ba Chi anh lên bắt mấy con với anh ở Củ Chi. Củ Chi bắt mấy con thì mấy anh đây với Ba Chi lên bắt nó hết luôn. Đây. Mấy bò này cứng hết rồi, mấy bò này tầm 6 năm tháng mấy 6 tháng rồi, lớn bò hết. Cái gì đang cỏ mạnh. Mấy bò bê đòn đít hết sức, chân cẳng to. Đây bò của mình là địa chỉ mình là ở đây ở Bến Tre. Có xe nhà mình giao tận nơi cho quý khách. Cái lô trước thì về mình bán hết rồi, bữa kia mình bán hết rồi. Cách đây hai ba ngày mình bán hết rồi. Cái anh ở dưới Ba Tri lên bắt mấy con với cái anh ở Củ Chi. Trung Hạ. Chú anh bắt mấy con. Còn cái này mình mới về. Về mấy con Pháp F2. Rất là đẹp. Hình đầu cậu đẹp. Mặt mỏ đẹp. Quá phải thương ha. Nhìn mấy con này nó hiền, nó thấy thương quá. Vàng thấy thương. Nó khớp mỏ lâu nó vàng. Vàng thấy thương. Mấy con Pháp này cũng mềm mềm tiền. Tầm 5 tháng rưỡi 6 tháng nó lên. Con cỏ mạnh. Mấy con này nuôi mà đủ tải nuôi đúng sức nó phải 6 mấy triệu phải ra. Nó hình xương nó có đó. Đòn dài. Quý khách có nhu cầu nuôi liên hệ số điện thoại mình ha. Này mình mới dở về có mấy con, có 7 con. Đó, mấy con này hình rất độc. Lưng nách, nách đó. Cái dài nó hở. Hết sức cái dài. F2. Đây. Bà B. Cái lô trước mình về. Cái xe trước về mà hai bữa nay mình bán về Củ Chi với lại về Ba Tri là hết đó. Còn lô này mình mới về. Xe mình chở rau nè, xe mình chở rau cho khách. Xe này tải này chở được 9 con. Mình ở đây giáp ranh Vĩnh Long với lại giáp ranh Tiền Giang.